con chó. Tưởng cái chuồng nữa con đại bàng nè, con đại bàng để ở mắt đó, đại bàng mắt cái hơi bị kia. Con lại lại nó bây giờ hết. Nuôi mã cậu gì ta? Cày hươu. Cày hươu. Nó chán hương. Rồi đó. Nhìn nằm ngủ sướng này. Con bên này là con gì? Ê, mèo rừng dễ thương. Chuồng bạc má. Con nhỏ xíu dễ thương quá nè. Thúi thấy mẹ luôn. Trời mày ngủ chi mà mày ngủ kênh rớt. Nó nằm sao. Nhà con nhỏ xíu dễ thương lắm nè. Này mèo rừng. Có chữa rồi. Trời ơi dễ thương quá. Nó xinh mặt ấu ầu à. Chục lon. Ủa ráng đâu, thấy ráng trời. Ê, con này đóng chi có. Hamster hả? No. Chuột lan, chuột phải hả? Không. Lan hả gì? Hẻ tượng lan. Ê, dưới chân đi ơi, đi. Đi, thấy không có chặt hoài không rồi. Ủa nó đâu? Hẻ tượng lan đâu? Cá. Không mà biết đâu, sải trong đây bình thường chứ có gì đâu. Đúng không? Kỹ phó luôn. Bìm bìm. Hamster. Công ty đó. Tròn hương. Ôm nhau nó ngủ. Ủa hình như nãy chị chưa thấy ráng không mà. Nó thấy xe em xáo quá, không tìm nhìn luôn. Con nó rắn dưới đây nè, cá sấu. Nhìn con đợi bòn cái mát nó hơi bị ghê á. Cá sấu nó ngọt có một hè con. Hai con đố mũi tìm ra nó. Để nó kìa. Không đưa tao vào kìa máy ba. Ôi mẹ ơi nó bự. Xe ra kìa máy ba. Có ai đưa tao vào đâu. Ôi ơi, nhìn xấu quá. Thì mẹ thấy thế này đố ai tìm ra và được mấy con á. Kìa trên dưới vậy. Hai con. Có sao. Giờ mà chui. Giờ mà chui vô là nó sọc mình cũng có như vậy. Nó khỉ khỉ. Thì em giựt mình quá. Nó chú làm anh giật mình. Thôi, sao chú yếu hơn em thế? Đi bên này. Sao mấy anh yếu thế? Con mở nó cứ coi con khỉ nó có nhả cái hộp ra không kìa. Có chứ, ai nhỏ hộp mà. Trời ơi, con khỉ nó ngọt, nó mở cho nước ngọt. Thấy nó mở nước ngọt rồi chưa? Thông minh lắm đó. Nó bật bia rồi, nó uống như rồng. Ở trên này là một con khỉ đực. Có. Cái sáu bên này nhìn kinh lắm. Ủa đứng như tượng ngay nè. Xuống. À, xuống nhìn có sáu đứng như tượng ơi, hỏa miệng như tượng nè. Nhìn này nghĩ tận đó ra nghĩ có sáu là. Ừ. Nó cứng nè, nhìn là nghĩ tận đá ra nghĩ có sáu. Nhìn đi. Thấy không? Nó há miệng nó không ừ. Y tận đó rồi chứ đâu phải sáu. Cái miệng nó kìa, cái miệng nó y tận đá kìa. Nó bảo xe ra kìa. Không có được chút cho tay. Không đưa tay vào rào kìa ba. Chọc cho mới sợ chứ. Mình kêu coi vậy nhưng mà nó nằm im vậy thì nó dụ mình đó, nó dụ mình đó. Nó đang dụ khỉ mình đó. Cò. Ủa mang cò này nó không bay rồi ta. Ở dưới này rắn nè. Sợ quá đi. Mà ơi cái dây ống nước tưởng ráng chứ. Nó cũng tưởng đi. Cái gì vậy? Ráng. Ui mẹ ơi nó to. Trang hả? Ừ. Đụng trang to ông ơi. Mới nhìn ống nước tưởng ráng chứ. Có ba. Ồ trang. Nó ăn cỡ con ngựa. Con nó chắc bự nhất luôn á. Không, con nay biết bây giờ người nữa đâu. Gấp hè. Con nay mất được một con người rồi đó. Nó con heo là bình thường rồi đó. À, này. Cái này là trang. Trang. Sợ quá. Sợ hả? Nó to rồi. Nó sải rồi đây mới sợ chứ. Người ta phá hết trơn rồi. Dễ gì. Dễ gì cho rồi. Ôi mẹ ơi con này nó bự. Sao mùi vàng vậy Trang? Mùi không sợ hả Trang? Ê con này nó bự lắm nè. Cái đầu nó. Cái đầu nó nè. Ừ. Nè. Ừ. Nó vừa mới ăn con gì á, nó mập lùn. Ừ. Nó lột da kìa. Ừ, nó vừa mới lột da kìa. Nó lột da to. Ừ, kìa.
Mấy con rắn thấy nổi da gà cái này qua mấy con rắn rồi này. Đủ con. Nó con này cúng nguyên cục thịt chứ nó. Chắc nó bỏ con chuột cho cha ăn quá. Điền ăn cho gò ăn vịt rồi chứ. Đó kìa, cái đó, gò kìa thấy cái đó gò không? Con chuột ăn ăn cho thì đủ. Chắc mua ngày con gì cho nó ăn. Ừ. Nó mệt quá. Đủ hồi nãy mới nhìn vô tưởng đem ráng để nữa chứ. Không, mới đem phải ráng. Có ráng hộ mon thì mới đẹp. Đẹp mà. Đấy chứ. Thằng quỷ nó khen đẹp mà. Đẹp mà. Ui, đứa chưa thấy con rắn hổ rồi. Đẹp lắm. Không. Rắn ăn chắc không để. Con. Gúm vô đây rồi. Cái này khổ. Thương chưa? Chắc thấy con gì vậy? Con hột hả ta? Con dân này ta? Rắn như vậy. Không phải hồng hột. Thôi mày để cho ta chụp cái hình mày. Quạc quạc. Quạc quạc. Nó không sợ ông ơi. Quen rồi. Con này không biết ba. Cò, cò, mấy con không biết ba mà nó không đi kìa. Không? Mấy con không biết ba mà không đi kìa. Không đi thấy chưa? Không biết. Con gì đâu này? Ê? Ê? Trang? Ờ, con kỳ đà, kỳ đà, kỳ đà, thấy rồi. Hay là ăn xích chân rồi tao. Nó cắt cánh luôn. Khùng á. Trời mày biết thằng không? Nó kìa, hè con quý hiếm nó có xích kìa thấy không? Ừ. Thấy cái vàng không? Ừ. Nè. Sợ ăn xích rồi chưa? Ủa ráng đâu ta? Không thấy ráng. Ừ, tại vì mấy đứa bác ráng bỏ vô đây nhiều lắm mà. Chỗ ái nhìn rắn. Đứa ái chưa thấy con rắn nó khè rồi. Ừ. Phải. Chục. Chim. Nhỏ chục. Chim. Rắn nuôi ở cái hồ á, không. Cái gì bên này vậy? Cái này rắn nè, rắn cái chủng này rắn. Cái vỏ rắn thay vỏ kìa, thay. Đụng mấy rắn này chắc rắn ghê. Nó thò ra cái mình đó. Mấy rắn này chắc ghê lắm nè. Ờ, nó rõ rắn nè. Này là nó rắn hả chú? Rắn. Tụi nó trống đâu hết trơn rồi, không thấy con nào ta. Tới giờ nó đi ngủ hay trời sao chứ. Mình sát sát vô chứ. Không có. Chung nhà hai đứa. Nó phải có chứ. Không, nó chui vô hang rồi. À, nó chui nó nằm trong hang kia. Thấy nó chưa? Thấy, đục mạng ráng to mời. Thôi ăn cổ ta đi. Thấy không? Nó nằm trong hang kia đó kìa, trong cái hang á. Cái miệng á, thấy chưa? Nó không để tên ta. Ta tâm thái chưa ta? Ngồi xuống nhìn cái miệng hang á, nhìn vô miệng hang á. Thấy cái lùng vòng vòng vòng. Ừ, bơi trừ giờ này lẫn chui hết chua hơn rồi. Con này nhỏ. Không, con không biết con rắn chi rắn nó không để tay không biết luôn. Ô, con này mới to nè. To. To hơn con đầu tiên luôn. Nó bự cả bá luôn. Mới thờ lâu, thờ vỏ rồi kìa. Con này chắc nhỏ ngỡ trúc luôn đó rồi. Đáng sợ đang rồi. Ủa, đò điểu kìa. Vô cỡ đò điểu không? Vô cỡ đò điểu, Hugo cỡ đò điểu đi chơi. Hugo, lâu hà. Tôi mà đò điểu mà to mày ơi. Đủ con này nằm ở ngoài này. Bình bình không? Mới ăn con chục hả? Ăn con chơi vậy? Má đò điểu to rồi. Ri mà nuôi đò điểu là phải lồn mấy cái chuồng phải khiếp lắm này. Ô, con đò điểu to quá. Má quỷ đò điểu đi tới nó cũng hùng kinh lắm ngay. Chứ đáng, con thịt nặng như con ngái rồi, chơi giỡn đâu. Đứng lên cô hơn mình rồi. Ghê thì. Úp cái dê kìa.
dê hưu tùm lum rồi. Cũng trời ráng nó ráng không thôi chứ. Đù con này nào mà ngon này. Đây. Đang thủ thủ lụi không ơi. Ờ, kì, nó kì. Nó hổ trao. Thêm biết hổ trao. Bè thôi. Nhiều lọ lắm. Cũng mang về dễ gác chứ. Con này chắc nhỏ. Chồng nó đen vừa lui luôn á. Nó đen như mực vậy á. Ê, dẫn ra trồng dê rồi mà không trồng cây, trồng cỏ gì hết. Ê, dê. Ê, 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 trả lại này. Thấy làm tạo chưa kìa. Ui, dễ gác không? Trời. Ê, cho nó chơi nhẹ. Ôi, bỏ tự quá trả lại luôn á. Ui, ui. Ê, em cắn đi. Ấy. Ôi, cái này ngay được không rồi? Dê tụ tới dê tụ hả? Ui, tụ nó bụng. Ngay hàng kỹ à. Nó lẫm đi rồi kìa. Nha như người nha kìa. Con nó kìa. Ở đây không có hột không mấy. Nhả hột nha. Ở đây không có. Nó nhai luôn cái hột rồi. Như bò mốm nữa. Gì dò. Nè không? Nó nhỏ nè. Cho thằng nhỏ nè. Ê đu má nó. Không có. Sao mày không vậy? Không có. Cho thằng nhỏ nè. Nó ngon quá. Nó ngon ngon quá kìa. Nó cứ lại chỗ ta mà ta không có gì cho nó. Nè. Bóc nhẹ cho nó ăn đi. Trời ơi nó ủi con người ta. Cái thằng nó dậy. Ơi tụi nó ăn như rộng hả? Đôi bụt. Đôi bụt. Nè bò dê bò. Tao thấy mày tao sợ quá bà ơi. Nhỏ ra sớm nhất mà. À tụi nó đói bụng. Ừ đói bụng. Nó chạy thẳng lại luôn. Cái bò nhỏ kia kìa bò chạy lại đầu tiên bò dễ gác lắm kìa. Bò ngu quá. Nó có mỏ vàng kìa. Dễ thương quá đây. Cái bò này bà hung như. Không cái bò này dễ gác nhất nè. Tự nhiên bò lủng thủng bò chạy lại trước tiên luôn á. Tao có trái này nữa nè. Ừ, ăn cho tao mẹ luôn nè. Cái họ họ đó họ bắt phọt mình vậy thôi mà. Chù lắm đó. Nó chù nhà mẹ thôn mày bắt. Thấy hơi bữa bắt thua quá. Con này trùm đầu đòn nè. Ôi, cái dễ thương nè. Mày dễ thương đáng yêu quá nè. Ờ dễ thương quá. À. Con mô. Con này nè, con mô rồi. Bên kia kìa. Đó nó bên kia kìa, nó cái chú. Ừ, con nó cái dễ gác. Bọn nó là bây giờ ở bên lại bên kia mà. Mày hung quá à. Mày cho con nhỏ nó ăn miếng đi. Nè. Đây. Con đầu tiên vô mới dễ gác. Kinh không có sừng đúng không? Trời không dữ. Con đè to lại phải không dữ rồi. Mà đi ỉa. Ê ê con con. Ăn xong ỉa liền luôn kìa. Ê đu. Mày không dữ giờ mày. Ôi ơi. Con này ăn rồi mà còn quánh tao nữa. Đây, đây, đây. Đây. Bộ thấy con đó nó sùi hột mấy không? Nó ngài cái á. Ê, qua đây có hưu nè. Thôi, hình thấy nó sùi hột mấy không sợ đi. Con đi cho mày. Con này nó lột. Coi đi. Ủa, nó đi theo luôn. Đi theo luôn kìa. Tao không bậy tiếc với mày nhưng mà tao sợ lắm. Có nó mở. Tự người ra. Nó ngứa bụng đó. Để mình đi tiếp đi, mình chỉ có 30 phút thôi. Không dám nhìn ra. Gì? Mày ơi. Không không sao đâu, nó ở trong đó, không sợ gì. Thế. Ở bên đó là mấy con rắn bự đó. Đây, đi qua coi. Trời ơi, con rừng kìa. Ủa mấy bò heo rừng quanh Nam ngó. Phè phở ngó. Nó ngồi xíu, nó ngoài. Nhìn, nhìn cái mông bò đỏ quá rồi. Cái mông bò trùng quinh kìa. Heo bò mập nhất á. Kìa dễ thương. Ở đây, đói, cái này nó... Ui ở đây chắc có ít cho ăn lắm mà ràng hết chứ. Ở đây ít cho ăn lắm mà ràng á. Gì đâu mà ấm nhách ấm nhôm đi không nổi không vậy. Trời, còn có dấu bà kìa. Tội tơ. Vé thu luôn. Để cho nó cái đi, cho nó quả đi. Con heo. Tôi sợ nó ăn có chuyện gì á. Sợ nó ăn. Con dê bà dê, bà dê bỏ sụi bụng mấy thế mà thế mẹ rồi. Nhốt vô đây chị. Không sao, trời ơi, không sao. Thôi ăn roi cho đi. Trời ơi, mấy bà dê bên đây nữa nè. Dê dọn kinh hơn.
Quỳ ngon gì ăn ớm đưa bộ xương không có kinh chưa? Nó ăn toàn cái gì đâu không á. Ở con nã là con đi muốn đi đi. Quỳ ngon ăn bộ xương con kìa. Con nã là con cừu hả? Con ăn không? Dê dê luôn. Quỳ ngon quá ớm kinh không? Tội chưa? Đây là con bò. Họ bò nhưng mà dê kìa. Thấy cái chữ dê tao đùng ở đây nha không? Con hươu bên này nó mới bự nè. Trời con nào cũng ốm nhom nhát hết á. Con hươu sao? À họ cắt nhung hươu nè. Meo meo đi. Ừ con hươu là hươu nhung. Ừ. Không chọc phó thú nghe, không chọc phó thú nghe. Để bỏng đây nè. Ốm nhát à. Thôi đi đi, đi tránh rồi chung khóc đi. Tưởng ốm quá. Bên kia có con cừu nó xấu rồi luôn á. Thôi hết rồi, qua đây đi. Con cừu nó xấu không còn gì để nói xấu hơn nữa. Kỹ mặt đỏ. Ủa chắc phải kỹ tới chợ thôi. Mặt đỏ cũng cái đu mẹ nó. Mặt đỏ cũng có mà đít đít đỏ cũng có. Nè. Cái này nè. Lấy cái nguyên bảo bên này rồi có cái vỏ bảo nó. Mặt đỏ chát nè. Đủ ngồi. Ngón ngồi sao đời không? Ngón ngồi sao đời không? Ngón ngồi sao đời không? Cái xì nhàng á. Cái mặt nó kìa. Quay phim chụp ảnh không đẹp.